Hello everyone, welcome to New East Channel. Today we read the book Hop Hop Pop. Xin chào các bạn đã đến với kênh của Như Ý. Hôm nay mình đọc cái cuốn sách Hop Hop Pop. Đây là cái cuốn sách mình đã đọc trong cái giờ học online tuần ngày vừa rồi, dành cho cái nhóm căn bản, những bạn mới bắt đầu học văn. Now let's start the book. Bây giờ mình bắt đầu đọc nha. Biff and Chip had hoppers. Biff and Chip had hoppers. Biff và Chip có mấy con thú nhún. Go, mom, this is mom. Mom là mẹ. Mom said, mẹ nói, go. Tức là mẹ bảo đi đi đó. Biff and Chip set off. Biff and Chip set off. Biff và Chip bắt đầu. Set off, bắt đầu. Go on, Biff. Tức là em này đang đứng ủng hộ. Đi đi, Biff. Tức là em nhỏ này ủng hộ cho Chip nè, cho Biff nè. Đây là Biff. Go on là đi đi, tiến lên. Chip wins. Chip đã thắng rồi. Chip wins, mom said. Mẹ nói. Chip wins. The red hopper was big. The red hopper was big. Cái nhún màu đỏ này. Cái nhún màu đỏ thì bự. Nó bự quá. Cho nên em bé này trèo lên không được nè. The red hoppers was big. So, the baby got the small one and daddy got the big one. Chính vì vậy mà cái bạn nhỏ này phải sử dụng cái nhỏ hơn. Và bố sẽ chọn cái to. Dad got on it. Dad got on it. Bố leo lên nó. Dad and Kipper set off. Hồi nãy là Biff và Chip đua với nhau, thì bây giờ đến lượt Dad and Kipper set off. Bây giờ đến lượt bố và Kipper bắt đầu đua. Pop. Bố vừa nhún lên và hạ xuống một cái bùm. Pop. Là cái nhún của bố nó nổ cái bùm luôn. Pop. Hop. Hooray! Nhún nhún chúc mừng. Hop là nhảy chồm chồm, nhảy lên nhảy xuống. Các bạn đang trêu bố nè. Hop, hop, hooray! Mình đọc lá. Bởi vì đây là sách dành cho các bạn mới bắt đầu học văn, cho nên là nó cực kỳ đơn giản và ít chữ. Hop, hop, pop. Biff and Chip had hoppers. Biff và Chip có mấy cái con nhún, thú nhún. Go. Biff and Chip set off. Biff và Chip bắt đầu. Go on, Biff. Tiến lên, Biff. Chip wins. Mẹ nói, Chip đã thắng rồi. Chip wins. Chip thắng rồi. The red hoppers was big. Cái nhún màu đỏ thì bự quá. Dad got on it. Bố leo lên nó. Dad got on it. Bố leo lên. Dad and Kipper set off. Bố và Kipper bắt đầu. Pop. Hop, hop. Hooray! Các bạn nhỏ hãy tập đọc nhé. Practice reading every day. Thank you for listening.